San Riverpolis, khu đô thị ven sông Đáng Sống tại Đà Nẵng, là một trong ba hợp phần của thành phố hội nhập do Sun Property, thành viên Sun Group, phát triển tại Đông Nam Đà Nẵng. Sun Riverpolis được định vị là khu đô thị văn minh đáng sống dành cho tầng lớp trí thức trẻ, gia đình trẻ đến với Đà Thành. Đô thị ven sông biểu tượng cho sức sống mới của Đà Nẵng. Trên thế giới, quy hoạch ven sông được coi là bước ngoặt nâng tầm các đô thị lớn. Cách làm này đã được nhân rộng ở khắp các châu lục. Theo kiến trúc sư Philippines Filino Palafox, những thành phố có quy hoạch ven sông thành công trên thế giới đã kết hợp một cách ấn tượng những công viên giàu sức sống, lối đi bộ, hoạt động văn hóa cùng không gian cho dân cư và hoạt động thương mại, thu hút cả người dân địa phương và du khách, giúp đảm bảo tính bền vững của nền kinh tế. Những hình mẫu ấn tượng phải kể đến London, New York, Seoul hay Hàng Châu, thành phố năng động thuộc tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Cũng được gọi bằng cái tên thân thuộc thành phố bên sông Hàn, nhưng dường như quy hoạch ven các dòng sông của Đà Nẵng còn nhiều nghịch lý. Tại tọa đàm Đà Nẵng, thành phố đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư diễn ra mới đây, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh, tổng giám đốc Sun Property, từng thẳng thắn cho rằng Đà Nẵng đang có những vấn đề tồn tại trong phát triển hạ tầng đô thị. Có những công viên giải trí đẳng cấp nhưng không nhiều những công viên phục vụ nhu cầu dân sinh. Có dịch vụ hài lòng khách thập phương nhưng lại thiếu những khu đô thị quy mô với tiện ích đồng bộ cho người Đà Thành và cả cho những trí thức từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh hay các chuyên gia nước ngoài đến đây. Là thành phố của những dòng sông nhưng lại thiếu những khu đô thị ven sông đẳng cấp, bài bản, bà Nguyễn Ngọc Thúy Linh cho biết. Trong những trăn trở đó, quần thể thành phố, hội nhập nói chung và Sun Riverpolis chính là lời đáp đầy sức nặng đến từ tâm huyết của Sun Property. Với mục tiêu phát triển Đà Nẵng xứng danh thành phố đáng sống của khu vực và thế giới, tọa lạc tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, Sun Riverpolis sở hữu vị trí được đánh giá hoàn hảo để kiến tạo một đô thị quy mô với hệ tiện ích trọn vẹn, đẳng cấp. Dự án không cách xa trung tâm, gần biển, đồng thời được bao quanh bởi các dòng sông. Đặc biệt, Sun Riverpolis còn có tầm nhìn ôm trọn núi Ngũ Hành Sơn, nằm trong tam giác kết nối ba điểm đến nổi tiếng trên con đường di sản miền Trung, cố đô Huế, phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, với quy mô tới 482,8 ha. Sun Riverpolis kỳ vọng đón không chỉ cư dân thành phố mà còn thu hút tầng lớp cư dân trẻ từ các tỉnh lân cận đến Đà Nẵng an cư. Đây là nhóm khách hàng có mong muốn hội nhập văn hóa, nếp sống văn minh của đô thị lớn, nâng tầm chất lượng cuộc sống. Khu đô thị sẽ đáp ứng nhu cầu của lớp cư dân mới bằng sự khác biệt về cơ sở hạ tầng, quy hoạch đường xá và đặc biệt là hệ thống tiện ích đồng bộ, văn minh. Với tiêu chí thăng hoa giá trị sống, Sun Property hướng tới chăm chút mọi trải nghiệm của cư dân để tạo nên giá trị sống xứng tầm cho những thế hệ tương lai của thành phố sông Hàn. Nếu quần thể dự án tại phía đông nam thành phố được định hướng trở thành trung tâm mới phát triển năng động nhờ quy hoạch hạ tầng cùng hệ thống tiện ích đẳng cấp, thì Sun Riverpolis chính là mảnh ghép đại diện cho sự bài bản, đồng bộ, chỉn chu, là gam màu tươi trẻ mang đến phong cách sống hiện đại cho lớp cư dân mới Đà Thành, không gian sống văn minh. Đơn thuần là một đô thị ở, song Sun Riverpolis lại may mắn sở hữu giá trị cảnh quan vượt trội. Tại đây, cư dân tương lai có thể chiêm ngưỡng cảnh sắc thiên nhiên hữu tình với biển, núi, sông bao bọc, mang đến khung cảnh giàu cảm hứng và tầm nhìn tuyệt mỹ. Dự án hưởng thụ diện tích mặt nước rộng lớn với ba dòng sông là sông Hàn, sông Đô Tòa, sông Cổ Cò êm đềm chảy bao quanh. Riêng tại sông Cổ Cò sẽ hình thành tuyến đường du lịch sông trong tương lai gần, mang đến tiện ích cực kỳ hấp dẫn cho cư dân. Cách đó không xa là bãi tắm Sơn Thủy với bờ cát trắng mịn, nước trong xanh, được mệnh danh là mỹ khê thứ hai của Đà Nẵng. Cuối cùng, át chủ bài định hình chân dung khu đô thị văn minh đáng sống của Sun Riverpolis chính là công viên ven sông quy mô 50 ha lớn nhất miền Trung, mang tên Hyde Park. Nơi đây sẽ mang đến hàng loạt tiện ích bài bản, tạo ra đầy đủ trải nghiệm cho nhiều thế hệ trong gia đình. Đó là khu vực bến du thuyền và khu vực nghệ thuật, nơi thỏa mãn nhu cầu dạo bộ, thưởng lãm nghệ thuật cũng như trải nghiệm dịch vụ tinh hoa với bến du thuyền đẳng cấp. Quảng trường lớn, tường tạo tác công phu, tranh tường hay con đường sắc màu bắt mắt. Trong khi đó, khu vực thể thao là không gian rèn luyện sức khỏe chất lượng với tổ hợp sân thể thao liên hoàn được đầu tư bài bản. Tại đây, nhà hàng bên sông Cổ còn là điểm đến trải nghiệm ẩm thực, tổ chức sự kiện lớn với tổng diện tích sử dụng lên tới hơn 1.000 m2. Khu vực dành cho thiếu nhi giúp các em nhỏ thỏa sức vui chơi, sáng tạo với không gian bể bơi, quảng trường và nhiều trò chơi thú vị. Còn khu vực phong cách sống là điểm đến thời thượng cho giới trẻ hay gia đình tụ họp với khu vườn nướng BBQ, sân tập nhảy, khu vẽ tranh ven sông. Cuối cùng, khu vực ven hồ Triều Long sở thích độc đáo của cư dân với vườn thiền, trò ngắm cảnh, khu cắm trại dã ngoại, khu câu cá ven hồ, đầu tư mạnh mẽ nhằm cải tạo cảnh quan, bổ sung tiện ích, mảng xanh sinh thái. Sun Property một lần nữa khẳng định tham vọng kiến tạo thành phố hội nhập dành cho tầng lớp cư dân tương lai, định hình phong cách sống mới cho người dân Đà Nẵng. Cơ hội mua bất động sản và sở hữu công viên ven sông 50 ha lớn nhất miền Trung đang được mở ra để giới đầu tư đón đầu sự bùng nổ của thị trường bất động sản cuối năm 2022.